Mạnh Xuyên cảm giác được nguyên thần lột xác, 10 năm qua, hắn vẫn dừng lại ở nguyên thần tầng 3, tranh hỏi bản tâm cũng vẽ bảy bức, mỗi lần đều là để cho nguyên thần tích lũy càng sâu, mà đến hôm nay mới cục dẫn đến triệt đề lột xác. Nguyên thần tầng 4, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ chờ mong, tâm niệm vừa động. Véo! Từ trong thân thể nhảy ra một Mạnh Xuyên khác, tựa như chân nhân. Nguyên thần tầng thứ tư, phân thần cảnh, nguyên thần Mạnh Xuyên cẩn thận cảm thụ, hiện giờ ngoại giới cuồng phong, ánh mặt trời, mưa to các loại hoàn cảnh, nguyên thần này đều có thể dễ dàng thừa nhận, chẳng qua nguyên thần vẫn phải dựa vào thân thể tồn tại. Hiện giờ có thể phân ra một bộ phận nguyên thần, phong ấn trên người Du Nhi cùng An Nhi, mạnh xuyên thầm nghĩ. Như thế, ta cũng có thể an tâm hơn. Nguyên thần phong ấn, nhất định phải đạt tới nguyên thần tầng 4 mới có thể thi triển, hơn nữa mỗi lần đều là phân ra một bộ phận nguyên thần bản nguyên, dựa theo miêu tả sách vở, phân ra 9 lần chính là cực hạn bình thường, trong tình huống này không ảnh hưởng đến trí tuệ hoàn thân, nếu là phân ra lần thứ 10, sẽ triệt để đà thương nguyên thần, trí tuệ ngộ tính đều sẽ bị hao tổn, con đường tu hành sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên để cho thần tôn cường đại, cam tâm tình nguyện thi triển nguyên thần phong ấn là chuyện rất khó có được. Hô, nguyên thần lại trở lại trong thân thể. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh trước mắt, ở bên phải viết ba chữ, lĩnh nhi hoan, Mạnh Xuyên cười cười, buông bút lồng xuống liền trực tiếp đi ra ngoài. Một bãi đất trống ở hồ tâm các, Mạnh Du, Mạnh An đang tỉ thí. Kiếm thuật của Mạnh Du như xương như ảo, nhanh mà khó nắm bắt. Súng của Mạnh An lại càng trực tiếp dứt khoát, bóng súng như rồng, càng thêm hùng mãnh. Đang, đôi súng của Mạnh An đào qua, ngăn cản một đạo kiếm quang của Mạnh Du đột kích tới. Không sai, Mạnh Xuyên nhìn khen ngợi. Một kiếm này của Du Nhi đột nhiên xuất hiện, không hề có dấu hiệu, An Nhi thường pháp hộ thân cũng bảo vệ tinh diệu, công thủ đều làm không tệ. Mạnh Du, Mạnh An dừng lại, cung kính lắng nghe. Mạnh Xuyên đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo vai hai người, cười nói. Tiếp tục luyện, suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không bằng tự tay đi luyện, mỗi ngày tu luyện ít nhất ba canh giờ, một ngày cũng không được lơi lòng. Vâng, cha, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An đều ngoan ngoãn đáp. Mạnh Xuyên gật đầu, khi vỗ vai nữ nhi, liền phân ra một bộ phận nguyên thần, phân biệt phong ấn ở vị trí vai nữ nhi. Nguyên thần phong ấn một khi kích phát, liền tương đương với nguyên thần phân thân, bất quá chỉ bùng nổ một lần sẽ tiêu tán. Khi đạt tới nguyên thần tầng 6 bất diệt cảnh mới có thể có được một tôn nguyên thần phân thân tồn tại lâu dài, nguyên thần tầng 7 thế giới cảnh có thể có được cửu tôn tồn tại lâu dài nguyên thần phân thân. Nguyên thần tầng 7 có đủ loại thủ đoạn thần diệu, tỉ như thi triển nguyên thần phong ấn tiêu hao nguyên thần bổn nguyên, đạt tới nguyên thần tầng 7 cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên thần tầng 7 mỗi nguyên thần phân thân mặc dù chỉ dựa vào nguyên thần bí thuật đều là một phong phong vương thần tôn chiến lược chỉ cần bản tôn không chết nguyên thần phân thân bị diệt lại có thể tu trở về về phần nguyên thần tầng 8 cao hơn càng hy vọng hoàn toàn thắng được trận chiến này của nhân tộc cùng yêu tộc chỉ là nhân tộc trong lịch sử dài đằng đẵng cảnh giới cao nhất cũng chỉ là nguyên thần tầng 8, hơn nữa chỉ có ba vị đạt tới so với đạt tới đế quân còn ít hơn nhiều mạnh xuyên rời khỏi hồ tâm các đi tới tổng bộ mạng giang châu thành Đông Ninh Hầu, Đông Ninh Hầu, các thần tôn tổng bộ địa võ nhìn thấy Mạnh Xuyên đều cung kính vô cùng. Liễu Thất Nguyệt cũng cảm ứng được Mạnh Xuyên đến, chủ động nghênh đón. "A à, Xuyên, sao ngươi lại tới đây?" "Đi, đi Vương Phản Thù lao." Mạnh Xuyên nói. Thấy Vương Phản Thù, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc, chẳng qua vẫn mang theo Mạnh Xuyên đi vào địa lao. Ở sâu trong địa lao, trong một phòng giam đơn độc bị giam giữ Vương Phản Thù bất luận thủ vệ nào cũng không tiếp xúc được với vương phàn ầm ầm cửa phòng giam khép kín mở ra vương phàn thù bên trong liên tục ngẩng đầu nhìn thấy vợ chồng mạnh xuyên sóng vai đi vào cửa phòng giam lại đóng lại đông ninh hầu ninh nguyệt hầu ta thật sự không nghĩ tới ám sát vương phiền thủ lo lắng biện dài bị giam giữ vào một ngày hắn cũng hoảng hốt a à, mạnh xuyên nhìn hắn đúng ta là oan uổng Vương phản Thù Thù lao nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt lại dần dần ngốc trệ, không nói gì nữa. Mạnh Xuyên nhìn hắn, nguyên thần lực thi triển bí thuật dễ dàng thẩm thấu vào trong hồn phách của Vương Phản Thủy, mặc dù trên giảng dụ thuật không đến đạo chi cảnh, nhưng ỷ vào nguyên thần tầng bốn lực lượng đặc thù, lại đã có thể sửa đổi trí nhớ của hắn, thậm chí những nguyễn thuật nhập đạo kia, dựa vào nguyễn thuật sửa đổi trí nhớ còn có chút sơ hở, Mạnh Xuyên nguyên thần lực trực tiếp sửa đổi, lại càng ngang ngược. Cái này cùng tần ngũ tôn giả lúc trước làm rất giống nhau, chẳng qua tần ngũ tôn giả thủ đoạn càng thêm tinh diệu mạnh xuyên trực tiếp xóa sạch hình ảnh ký ức của vương phàn Thùy, mạnh an sau đó lại dùng Nguyễn thuật một lần nữa hình thành ký ức giả dối được rồi mạnh xuyên nói hắn nhìn thấy ký ức của du nhi an nhi ta đã sửa lại a à xuyên không phải ngươi nói ngươi chỉ có thể trong thời gian ngắn che đậy trí nhớ của hắn sao tại sao bây giờ liễu thất nguyệt trong lòng khẽ động ta đột phá Mạnh Xuyên cười nhìn vợ. Đột phá, Liễu Thất Nguyệt nhịn không được thấp giọng nói. Tầng thứ tư, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Liễu Thất Nguyệt trong lòng rung động, bởi vì phong vương thần tôn thành tạo hóa cảnh, trong đó một tầng cánh cửa chính là muốn nguyên thần tầng năm. Nguyên thần tầng năm ở trong sách miêu tả phi thường khó khăn, tạo hóa tôn giả có lẽ phương diện khác rất mạnh, nhưng nguyên thần phần lớn cũng chỉ là tầng năm. Hiện giờ Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần tầng bốn, cách nguyên thần tầng năm cũng gần vương phản thù mạnh xuyên nhìn thù lao của vương phản ngốc trệ kia thù lao của vương phản đột nhiên tỉnh lại tôn nhi vương tông ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tội ác ngươi không biết sao nếu không có ngươi che chở sau lưng hắn có thể tiêu dao đến hôm nay mạnh xuyên cười lạnh một tiếng đông đảo thần tôn dùng mạng che chở từng tòa thành trì che chở vô số phạm nhân chính là để cho loại ngu xuẩn này làm họa một phương vương phản thu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa không ai sao đo vậy thôi thật sự có thân phận phong hầu thần tôn nhìn chằm chằm, vương tông phạm tội, căn bản không cách nào biện giải, luật pháp triều đình, quy định của Nguyên Sơ Sơn đều được viết rõ ràng. Hư! Mạnh Xuyên hử lạnh một tiếng liền mang theo thê tử rời đi. Ra khỏi địa lao, Mạnh Xuyên hỏi. Điều tra một ngày rồi, tra được bao nhiêu chuyện sao? Thiên yêu môn rất cẩn thận, một đường phong ngự quán kia, tra ra vài thám tử thiên yêu môn, về phần đại ngư, nhưng không tra ra, dây đều bị đứt liễu thất nguyệt nói ngược lại là những chuyện thần tôn con cháu kia làm lại cha ra một đống quả thực nhìn thấy mà giật mình trong đó có người gây họa không thua gì vương tông liễu thất nguyệt mang theo mạnh xuyên đi vào trong một phòng chỉ vào một đống hồ sơ chất đống trên bàn làm việc những hồ sơ này đều là cha ra người có thể xem một chút mạnh xuyên cầm tới nhìn sắc mặt khẽ biến mỗi một hồ sơ đều dính mạng người dính máu có oan khuất ở trong đó tất cả đều đáng chết, trong mắt mạnh xuyên có sát khí. Những con cháu thần tôn gia tộc này, cứ như vậy làm cho lão tổ tông bọn họ mất mặt như vậy, thần tôn đang liều mạng, bọn họ những tiểu bối này lại tùy ý làm bậy như thế. Thần tôn gia tộc tộc nhân đều đông đảo, liễu thất nguyệt giải thích. Tỷ như mạnh gia đều có hơn vạn tộc nhân, những thần tôn gia tộc cổ xưa hơn, ít mấy vạn tộc nhân, nhiều hơn 10 vạn tộc nhân đều có, số lượng này nhiều tự nhiên có chức hại đàn chi mã, bọn họ tu hành không có tiền đồ, có quan hệ mạng một khi làm ác so với người bình thường làm ác nguy hại lớn hơn nhiều người chấn thủ giang châu thành 10 năm nay không quản mệnh xuyên nhìn đều bốc hỏa lữ thất nguyệt bất đắc sĩ nói ta phụ trách chấn thủ nhưng ngay cả tình báo của địa võng đều là đám thần tôn phía dưới trực tiếp xử lý đại sự mới cần ta quyết định về phần phạm tội phàm tục trong giang châu thành đều là nhà môn triều đình phụ trách đám thần tôn nguyên sơ sơn bình thường sẽ không nhúng tay vào dự vụ phàm tục dù sao triều đình quản lý tục sự, vẫn như thế. Người là thủ thành Giang Châu, có quyền trực tiếp tiếp quản nha môn, Mạnh Xuyên nói. Ân, có thể cưỡng ép tiếp quản, liễu thất nguyệt ngoan ngoãn lật đầu. Vậy thì tiếp quản, hùng hăng quét thành Giang Châu một lần, Mạnh Xuyên nói. Ngay cả bên trong nha môn cũng phải quét một lần, trong nha môn sợ cũng có không ít sâu bướm. Quét một lần Giang Châu thành, liễu thất nguyệt nhìn về phía trượng phu, trong thành tạo hóa thần tôn gia tộc, hoàng tộc, phong vương thần tôn gia tộc có không ít. Đám thần tôn chúng ta liều mạng giết yêu vương, muốn thủ hộ một phương, mạnh xuyên giận dữ nói. Chúng ta dùng mạng thủ hộ, không thể để cho bọn họ trà đạp như vậy. Liễu thất nguyệt chấn thủ Giang Châu thành 10 năm, rất ít ra tay, mà mạnh xuyên 10 năm phụ trách cứu viện, một mực giết chóc, sát tính rất nặng. Yêu vương mỗi lần tàn sát, rất nhiều phàm nhân chết đi. Mạnh xuyên nhìn nhiều lắm, hắn liều mạng cứu viện các nơi, chưa bao giờ lười biếng. Nguyên sơ sơn điều hắn đi đâu, hắn đi đâu, cũng không oán hận. Các khu vực Đông Nam Tây Bắc của Vương Triều Đại Chu, hắn đều từng đóng quân. Đây cũng là cái gọi là đổi phòng của Nguyên Sơ Sơn. Đổi phòng khiến cho yêu tộc tổn binh tổn tướng trong Vương Triều Đại Chu mới vừa rồi đối với Mạnh Xuyên là thần tôn có tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, càng thêm hận. Mạnh Xuyên không sợ yêu tộc, hắn muốn che chở từng tòa thành trì. Hùng hăng quét một lần, nên bắt, nên giết mạnh xuyên lạnh lùng nói chỉ cần có mười phần chứng cớ ta tin tưởng đám thần tôn nguyên sơ sơn không ai đến làm khó ta được vậy ta sẽ làm liễu thất nguyệt cũng từng sóng vai nhiều năm với mạnh xuyên giết chóc vô số đồng dạng sát tính rất nặng cách một hai năm sẽ đến một lần mạnh xuyên nói chỉ cần nguyên sơ sơn không điều chúng ta đi chúng ta cứ như vậy làm ta cũng tin tưởng sư tôn sẽ ủng hộ chúng ta liễu thất nguyệt mỉm cười được các ngươi là ai dám đến yến gia ta làm càn tộc trưởng bên cạnh yến gia giang thủy đường nhất mạch phẫn nộ nói một đám binh vệ xông vào cầm đầu lại là một gã sâu dìa thần tôn sâu dìa thần tôn cầm lệnh bài trong tay lạnh lùng nói phụng mệnh ninh nguyệt hầu bắt người phạm đem yến tú mang đi mệnh lệnh của ninh nguyệt hầu người nhà yến ngây ngẩn cả người ở giang châu thành người chấn thủ ninh nguyệt hầu quyền lực lớn nhất thần tôn quân đội nha môn đều phải nghe mệnh lệnh mang đi một gã thần tôn cao gầy hạ lệnh binh vệ đồng loạt xông lên ta là tư ngu tổ phụ ta là tư gia đại trưởng lão một vị nam tử gầy yếu cao giọng hô nhưng đối mặt với thần tôn thủ hạ của hắn cũng không dám phản kháng vị đại công tử tiêu ngu này cũng bị bắt đi đi thôi bắt đi từng chi binh vệ xuất động bắt người toàn bộ giang châu thành khắp nơi đều đang bắt giữ giống như địa vị đủ cao, lực cản có thể lớn, đều là phái thần tôn dẫn đội. Những địa vị khác tương đối bình thường, phái binh vệ bình thường bắt được là được. Cơ hồ mỗi thần tôn gia tộc đều có người bị bắt, ngay cả mạnh gia của mạnh xuyên cũng có hai tiểu bối bị bắt vào. Phiền thỉnh thông bẩm, tộc trưởng chúng ta muốn gặp tộc trưởng mạnh đại giang, cửa mạnh phủ, có lão quản gia yến gia tiến lên khách khí nói. Gia tộc trưởng chúng ta cùng mạnh tộc trưởng cũng là bạn tốt. Xin lỗi rồi, thủ vệ cửa mệnh phủ, khách khí nói. Tộc trưởng đêm qua bế quan tu hành, phân phó, bất cứ chuyện gì không được quấy dày. Bế quan, vậy khi nào mạnh tộc trưởng có thể được ra khỏi cửa khẩu, sắc mặt lão quản gia khẽ biến. Tộc trưởng nói nhanh thì 10 ngày rưỡi, chậm thì một năm rưỡi, thủ vệ mạnh phủ giải thích. Lão quản gia chỉ có thể quay đầu đi về phía xe ngựa cách đó không ra. Trở về, tộc trưởng yến ra giang thủy đường nhất mạch trong xe ngựa, sắc mặt tái mét. Phiền thỉnh thông bẩm. Xin lỗi, tộc trưởng chúng ta tối hôm qua bế quan tu hành, phân phó, bất cứ chuyện gì không được quấy rầy. Tộc trưởng tối hôm qua bế quan tu hành. Toàn bộ thế lực Giang Châu thành khắp nơi đến cầu kiến, bọn họ không thấy được hai vị phong hầu thần tôn, cho nên muốn gặp mạnh gia tộc trưởng mạnh đại giang, nhưng ngay cả mạnh đại giang cũng tuyên bố bế quan. Mạnh gia này quả thực tiên rồi căn bản không cho chúng tăng mặt mũi nghe nói tiêu gia tộc trưởng tự mình đi bái phòng đông ninh hầu mạnh xuyên bị đông ninh hầu mạnh xuyên ném một đống hồ sơ tiêu gia tộc trưởng lại sám xịt trở về đông ninh hầu ngay cả mặt mũi tiêu gia cũng không cho tiêu gia cắm rễ ở giang châu thành mấy ngàn năm thẩm thấu mọi phương diện lần này tiêu gia bị bắt rất nhiều người đều là địa vị tương đối cao đương nhiên nóng nảy các đại gia tộc trong thành đều nghị luận sôi nổi lần này bắt quá nhiều người mạnh xuyên cùng liệu thất nguyệt quả thực điên rồi thật cho rằng thành phong hầu thần tôn có thể muốn làm gì thì làm sao yến ra giang thủy đường nhất mạch tộc trưởng vô cùng phẫn nộ ta liền viết thư cho tổ phục ta vợ chồng mạnh xuyên chọc giận mọi người chờ đi sẽ có bọn họ dễ chịu chúng ta nhất mạch mấy ngàn tộc nhân ở giang châu thành cùng các nơi giao tiếp tự nhiên phải ân uy xong thi nếu không có khả năng uy hiếp mọi thứ căn bản không có cách nào để làm giết chết một số người cũng là không thể tránh khỏi vợ chồng mạnh xuyên này làm thần tôn nhúng tay vào những chuyện phàm tục này làm gì rất nhiều người cũng chỉ dám ở trong gia tộc ở trong bóng tối mắng một trận mặc cho bên ngoài nhao nhao quấy nhiễu mạnh xuyên chỉ coi như là tiếng sâu kêu là tuần tra chấn quốc cao cấp nhất địa vị tương đương với phong vương thần tôn chỉ có tôn giả mới có thể chân chính quản được hắn trong phòng tĩnh lặng mùi gỗ đàn hương tràn ngập mạnh xuyên khoanh chân ngồi đang ngưng luyện binh khí nguyên thần chu thần thứ sau khi đạt tới nguyên thần tầng 4, thần văn chu thần thứ cần tiếp tục khắc ấn, khắc tầng thứ hai thần văn phức tạp hơn, bởi vì có cơ sở ban đầu, mạnh xuyên mỗi đêm đều hao phí 3 canh giờ ngưng luyện khắc ấn, liên tục 3 ngày mới đem chu thần thứ tăng lên cấp độ mới, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Thủ đoạn công kích chu thần thứ rất trực tiếp, thần văn tương đối đơn giản, hao phí thời gian ngắn một chút, đã hồn chung liền phiền toái, cần từ không đến có chậm rãi ngưng luyện, cần đại khái nửa tháng mới có thể thành, mạnh xuyên thầm nghĩ nguyên thần tầng 4, mạnh xuyên lại có thêm một kiện nguyên thần binh khí có thể ngưng luyện chính là đáng hồn chung chu thần thứ đáng hồn chung đều là binh khí nguyên thần cực mạnh kỳ thật đạt tới nguyên thần tầng 4, chính là một ít nguyên thần bí thuật tầm thường uy lực đều tăng lên rất nhiều ta đạt tới nguyên thần tầng 4, cũng có thể bắt đầu tu luyện thân thể nhất mạch bất tử cảnh mạnh xuyên thầm nghĩ không được lãng phí thời gian trước tiên đi một chuyến nguyên sơ sơn đổi đủ xích quyết thần đan đi thân thể nhất mạch truyền thừa. Trúc cơ, kim cương, thần thông, bất tử, tích huyết, nhập thánh, thần thoại, bởi vì tài nguyên hạn chế, nhiều nhất tu luyện tới tích huyết cảnh. Mạnh xuyên hiện giờ nguyên thần bốn tầng, thần lâu trước kia đã đạt tới đạo chi cảnh, tự nhiên có thể bắt đầu tu luyện bất tử cảnh, một khi luyện thành, cho dù là bất tử chi thân, chỉ dựa vào thân thể lực cũng có thể triệt để áp chế phong hầu thần tôn. Chi nha Mạnh xuyên ra khỏi tĩnh thất, Liễu Thất Nguyệt ở bên ngoài canh giữ cũng lật xem hồ sơ, ba ngày nay điên cuồng bắt người, nàng cũng cẩn thận xem xét từng phần hồ sơ. "A à Xuyên," Liễu Thất Nguyệt cười nói, "Ta còn muốn xem hồ sơ một lát nữa, phải tận lực cam đoan không oan uổng người." "Ừm," Mạnh Xuyên gật đầu. "Ta hiện tại đi Nguyên Sơn Sơn một chuyến, trong vòng một canh giờ sẽ trở về." "Được rồi," Liễu Thất Nguyệt gật đầu. "Véo" mạnh xuyên biến mất trong phòng liệu thất nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài một cái liền tiếp tục xem hồ sơ mạnh xuyên ở trên mây mù hóa thành tia chớp mơ hồ đi thẳng về phía nguyên sơn sơn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi chỉ một phút sau đó liền đến núi nguyên sơ cách đó vạn dặm mạnh xuyên đến chỗ ta thanh âm tần ngũ tôn giả vang lên bên tai mạnh xuyên lập tức ngoan ngoãn chuyển hướng đi tới động thiên các trước bên trong động thiên các Sư tôn, mạnh xuyên cung kính hành lễ. Tần ngũ tôn giả trên người khoác y bào, cười nói. Sao nửa đêm, tiểu tử ngươi lại đột nhiên tới nguyên sơ sơn, vì chuyện gì? Đệ tử chuẩn bị đổi chút xích huyết thần đan, hơn nữa cũng muốn treo thưởng sát khí. Mạnh xuyên ngoan ngoãn nói. Ừm, tần ngũ tôn giả mỉm cười gật đầu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra mạnh xuyên đạt tới nguyên thần tầng 4. Điều này cũng làm cho hắn có chút vui mừng, người hôm nay đã tới nguyên thần tầng 4, đích xác có thể bắt đầu tu luyện bất tử cảnh nhất mạch thân thể, mau luyện thành, bản lĩnh bảo mệnh của ngươi cũng có thể mạnh hơn rất nhiều. Mạnh xuyên gật đầu. Đúng rồi, nghe nói ngươi và Liễu Thất Nguyệt ở Giang Châu Thành trắng trợn bắt giữ, tần ngũ tôn giả cười nói. Ân, Mạnh xuyên gật đầu nói. Ta thật sự nhịn không được, nhiều thần tôn như vậy liều mạng che chở từng chỗ thành trì, những tên ngu xuẩn này lại ì vào chút thế lực, muốn làm gì thì làm. Là nên bắt nên giết, tần ngũ tôn giả gật đầu cảm thán nói. Vi sư cũng muốn chấn nhiếp bọn họ, kỳ thật triều đình có luật pháp, nguyên sơ sơn cũng định ra quy định, chỉ là chấp hành pháp luật pháp, trung quy vẫn là người phía dưới, mệnh lệnh của ta từng tầng từng tầng truyền xuống, đến cuối cùng chấp hành lại biến dạng, người, cuối cùng có tư tâm, có tư tâm, những chuyện này trung quy khó có thể tránh khỏi. Đệ tử hiểu được, Giang Châu Thành có hơn một ngàn vạn người, thế lực khắp nơi hỗn tạp, thiên yêu môn cũng giấu trong bóng tối, hơn nữa thế đạo gian nan, mặt tối tự nhiên càng khó tránh khỏi. Đệ tử cùng thất nguyệt cũng hiểu được, không có khả năng thanh trừ sạch sẽ, cho nên tính toán cách một hai năm liền quét một lần, hy vọng có thể chấn nhấp khắp nơi, để cho bọn họ biết, phạm tội, tương lai có thể bị điều tra, làm cho bọn họ trong lòng có kiêng kỵ, mạnh xuyên nói. Ừm, um, chỉ cần làm, tần ngũ tôn giả đồng ý. Đúng rồi, ngươi muốn đổi bao nhiêu xích huyết thần đan, ta sẽ lấy nó cho ngươi. Đệ tử cần 3.600 tấm xích huyết thần đan, Mạnh Xuyên nói. Tần ngũ tôn giả nghe trong lòng đều co rút, nhịn không được nói. Muốn nhiều như vậy. Một ngày cần 10 tấm xích huyết thần đan, ước chừng một năm mới có thể luyện thành, đích xác cần nhiều xích huyết thần đan như vậy, Mạnh Xuyên nói. Nếu không cần xích huyết thần đan, thì cần 10 năm. Xích huyết thần đan là khôi phục chân nguyên cho các thần tôn phong hầu, tần ngũ tôn giả thổn thức bất đắc dĩ nói có thể ở trong thời gian ngắn ngủi mười hơi thở hoàn toàn khôi phục chân nguyên của một vị phong hầu thần tôn dùng nó vào những thời điểm mấu chốt người thật sự tốt đen xích huyết thần đan làm cơm ăn mỗi ngày ăn mười miếng còn phải ăn suốt một năm mạnh xuyên cười bồi người muốn ba ngàn sáu trăm quả không có tần ngũ tôn giả lắc đầu không có mạnh xuyên sửng sốt thần đan bận này dùng tài liệu đều hiếm thấy thu thập đủ một nhóm tài liệu mới có thể luyện chế một nhóm đan dược tần ngũ tôn giả nói hiện giờ tồn kho trên nguyên sơ sơn cũng chỉ hơn hai ngàn tấm còn phải cung cấp cho rất nhiều thần tôn ngẫu nhiên đổi lấy nó không thể cung cấp cho riêng ngươi như vậy ngươi đã làm điều đó quá xấu mạnh xuyên liền nói sư tôn nói phải chỉ là thân thể nhất mạch tu hành của đệ tử tiêu hao chân nguyên đích xác kinh người dựa vào khôi phục bình thường phải mất mười năm nếu là bình thường, học phí 10 năm cũng không có gì, tần ngũ tôn giả nhìn mạnh xuyên, tựa tiếu phi tiếu. Hiện giờ là thời kỳ chiến tranh, đích thật là càng nhanh luyện thành càng tốt, như vậy đi, ta đem một kiện bảo vật cho ngươi mượn một năm, trả lại cho ta một năm sau đó. Tần ngũ tôn giả vừa lật tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên viên châu màu xanh phát ra vầng sáng. Mạnh xuyên nhìn hạt châu màu xanh kia, hạt châu uy năng nội liễm, mạnh xuyên ý thức cảm ứng, có thể cảm ứng được lực lượng bàng bạc bên trong viên châu. Đây là động thiên pháp châu, Tần Ngũ Tôn giả nói. Bên trong chứa một tòa động thiên loại nhỏ, người có thể trực tiếp đem nó nuốt vào, đem nó đặt ở trong đan điền không gian. Bên trong có động thiên nhỏ, mạnh xuyên khiếp sợ. Còn có thể mang theo bên người. Người mang nó đi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Khi tu luyện, có thể trực tiếp dẫn động lực lượng động thiên loại nhỏ đến tu luyện, động thiên pháp châu lực lượng mênh mông vô biên so với xích huyết thần đan dược lực khổng lồ không biết bao nhiêu, cũng đủ cho ngươi tu luyện bất tử cảnh. Một năm sau, ngươi lại đem động thiên pháp châu trả lại cho ta, tất nhiên là ngươi mượn một năm, cho dù là 36 triệu công lao, ngươi có nguyện ý không? Mạnh xuyên ngoan ngoãn nói. Tạ sư tôn, đệ tử đương nhiên nguyện ý. Đổi 3.600 tấm xích huyết thần đan, cũng là 3.600 vạn công lao. Hiện giờ động thiên pháp châu mượn một năm cũng là cái giá đó. Sư tôn, ngoại trừ mượn lực lượng tu hành, động thiên pháp châu còn có tác dụng gì? Mạnh Xuyên hỏi. Bên trong chứa động thiên loại nhỏ, phạm vi 500 dặm, tần ngũ tôn giả nói. Rất nhiều vật phẩm có thể trực tiếp ném vào, cũng có thể để cho sinh linh giấu ở trong đó, có thể trồng lương thực, để cho hơn 10 vạn người sinh sôi nảy nở trong đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đem động thiên pháp châu giấu ở nơi ít người qua lại, trốn ở trong động thiên pháp châu, liền vĩnh viễn tiêu dao Mạnh Xuyên nghe xong ánh mắt sáng lên một mảnh thế ngoại đào nguyên địa phương. Có thể dùng công lao đổi không? Mạnh Xuyên hỏi. Có thể đổi, tần ngũ tôn giả cười tùm tìm nhìn Mạnh Xuyên. Năm ước công lao đổi cho ngươi. Mạnh Xuyên cười cười không hé răng nữa. Mười năm trôi qua, công lao của hắn bây giờ mới tích lũy được hơn một ước sáu. Vẫn là hắn đổi phòng khắp vương triều đại chu, nhiều lần tập kích đội ngũ tinh anh yêu vương, đem đại lượng yêu vương tinh anh lưu lại bảo vật sao trong nguyên sơ sơn, hơn nữa mười năm công lao khổ lao, mới tích lũy được nhiều như vậy hắn đã không có chi phí lớn trong những năm qua mình cùng thê tử tu hành tương lai thành phong vương hậu tu hành chi phí đều sẽ rất kinh người muốn thực lực tăng lên nhanh mọi thứ đều phải công lao đổi tự động thiên nam ức công lao nghĩ cũng đừng nghĩ nếu một năm sau trả lại cho ta tần ngũ tôn giả nói xong đưa qua đây chính là tài sản tông phái của nguyên sơ sơn đúng vậy mạnh xuyên ngoan ngoãn tiếp nhận hạt châu màu xanh há miệng hít một cái chân nguyên bọc hạt châu màu xanh liền nhanh chóng tiến vào trong cơ thể đan điền không gian thần bí không gì sánh được nhưng hạt châu màu xanh này lại dễ dàng tiến vào trong đó lực lượng động thiên hùng hồn thật ý thức mạnh xuyên thẩm thấu một chút liền phát hiện bên trong động thiên pháp châu chứa đại địa rộng lớn trong đại địa có chín ngọn núi lửa vần quanh thường xuyên phun trào một tòa động thiên nhỏ này ẩn chứa lực lượng can cơ thế giới vô cùng mênh mông cũng vô cùng thần kỳ so với xích quyết thần đan dược lực càng thần kỳ, hình thành chân nguyên đều nhanh hơn. Ngươi còn cần gì nữa? Tần ngũ tôn giả hỏi. Đệ tử một khi đạt tới bất tử cảnh, thân thể đủ mạnh, liền có thể tu luyện sát khí cao tầng hơn, mạnh xuyên nói. Đệ tử muốn dùng một ức công lao, treo thưởng năm phương địa cực hàn sát, hoặc là ba phương chọc âm sát. Tần ngũ tôn giả gật đầu. Bất tử cảnh, chỉ dựa vào thân thể là có thể nghiền ép thần tôn phong hầu, chiến lược vẫn là thứ yếu phương diện sinh mệnh lực càng là vô cùng khó lường sinh mệnh lực so với thân thể phong vương thần tôn còn mạnh hơn nhiều người đích xác thích hợp tu luyện sát khí cao tầng hơn thần tôn nhất mạch ta phương diện thân thể kém hơn nhưng chân nguyên cường đại mạnh xuyên nói người ở thương nguyên động thiên lấy được thân thể nhất mạch truyền thừa tần ngũ tôn giả lắc đầu nhìn như có thể nghiền ép thần tôn nhất mạch chúng ta nhưng khiếm khuyết quá nhiều chủ yếu đối với nguyên thần yêu cầu quá hà khắc phàm là nhập môn phải có nguyên thần một tầng bất tử cảnh muốn nguyên thần tầng bốn số lượng người tu hành nhất mạch này so với thần tôn chúng ta đều ít hơn nhiều mạnh xuyên gật đầu phóng tầm mắt thiên hạ đạt tới nguyên thần tầng bốn mới bao nhiêu đây mới là cơ sở đạt tới bất tử cảnh mà thôi ngũ phương địa cực hàn sát ba phương chọc âm sát nguyên sơn sơn cũng không có tần ngũ tôn giả lắc đầu nói cho nên đệ tử trao thưởng mạnh xuyên nói Hy vọng có thần tôn cất dấu sát khí bận này. Nếu có sát khí bận này, bản thân không dùng được, sợ buổi sáng giao tông phái, tần ngũ tôn giả nói. Kỳ thật ngươi có thể thử sát khí khác. Sát khí khác, mạnh xuyên nghi hoặc Trong lịch sử lôi đình diệt thế ma thể tu hành giả, cũng là thí nghiệm sát khí, đi hàn sát con đường này, đầu tiên thử ra địa cực hàn sát, sau đó thử ra trọc âm sát, nhưng đều bị tiền bối dùng hết ngươi cần phải thử lại một cái mới phù hợp với sát khí tần ngũ tôn giả nói mạnh xuyên nghi hoặc có loại nào có thể thử nguyên sơ sơn ta có một loại sát khí tên là quy nguyên sát khí so với địa cực hàn sát thọc âm sát còn mạnh hơn rất nhiều tần ngũ tôn giả nói cũng là hàn sát nhất mạch sau khi bất tử cảnh ngươi luyện thành thân thể so với phong vương thần tôn còn mạnh hơn ta nghĩ ngươi có thể thử bất quá ta đánh giá ngươi cần quy nguyên sát khí hai phương mới có thể triệt để luyện thành cái này cần hai ức công lao đổi lấy hai ức công lao mạnh xuyên khiếp sợ đắt như vậy động thiên pháp châu mới có năm ức công lao tam phương chọc âm sát ngũ phương cực hàn sát bình thường đại khái là tám ngàn vạn công lao mạnh xuyên nguyện ý bỏ ra một ức công lao là phí bảo hiểm treo thưởng rất rẻ tần ngũ tôn giả nhìn mạnh xuyên trong thiên hạ chỉ có nguyên sơ sơn ta có là một vị tiền bối trong lịch sử nguyên sơ sơn lấy được từ vực ngoại đúng vậy đệ tử đến lúc đó có thể nợ không mạnh xuyên hỏi có thể lại từ từ khấu trừ công lao hàng năm của ngươi tần ngũ tôn giả lật tay lấy ra một tiểu hồ lô đen trong này có một tia quy nguyên sát khí ngươi luyện thành bất tử cảnh có thể thử xem thân thể có thể thừa nhận hay không nếu luyện không được thì là vô ích ân mạnh xuyên tiếp nhận hồ lô đen này sát khí chọc âm sát liền có thể gặp không thể cầu quy nguyên sát khí này càng chưa từng nghe qua thật sự cũng chỉ là đệ tử nhà mình lại là thời kỳ chiến tranh mới ra sức bồi dưỡng như vậy lập tức mạnh xuyên liền cáo từ lại rời khỏi nguyên sơ sơn một khắc sau liền trở về giang châu thành yên sơn quan một trong bảy thành quan lớn của vương triều đại chu ngoại trừ lạc đường quan là do tạo hóa tôn giả trấn thủ ra người trấn thủ của sáu đại thành quan khác được công nhận là sáu vị trấn thủ mạnh nhất trong phong vương thần tôn ở nguyên sơ sơn mỗi một tòa thành quan đều có quan hệ trọng đại trong một tịnh thất khổng lồ lão giả tóc hoa râm quanh chân ngồi chung quanh có từng đạo khí lưu màu xám trắng vờn quanh hư không đều bởi vậy vạn vạo bỗng nhiên hán hít vào khí lưu màu xám trắng bị một ngụm tất cả đều nốt vào lão giả mở mắt ra nói vào đi cửa tịnh thất mở ra một gã thần tôn hộ vệ cung kính đi vào vương gia là thư bên thành giang châu Ồ, oh, lão giả nhận lấy thư, lộ ra tươi cười. Là thư của Dương Tiểu Tử, còn nhớ rõ viết thư cho ta không? Thần tôn hộ vệ âm thầm cảm khái. Yên Sơn Vương chấn thủ thành quan hơn 200 năm, không có một ngày nào dám lơi lòng. Bình thường cũng có chức nghiêm khác, chỉ có mấy tiểu bối của gia tộc mới có thể làm cho hắn lộ ra tươi cười. Giang Châu Thành, Mạnh Xuyên và Liệu Thất Nguyệt, lão giả nhìn thư, lông mày dần dần nhíu lại. Yên Sơn Vương đọc xong thư, lông mày vẫn cao mày. Vương gia, thần tôn hộ vệ nhẹ giọng nói. Mạnh xuyên sư đệ xuống núi gần 20 năm, vẫn đuổi giết yêu tộc, công huân xuất sắc, khiến yêu tộc mấy lần ám sát hắn. thanh âm già nua của Yên Sơn Vương mang theo nghi hoặc. Khi chân võ vương viết thư cho ta, cũng khen ngợi mạnh xuyên sư đệ, nói một mình hắn chống lại mười tên phong hầu thần tôn, hiện giờ vương triều đại chu coi như vững vàng, mạnh xuyên sư đệ có công lao lớn. Nhân vật như vậy sẽ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhạt phàm tục này. Yên Sơn Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đến thân phận bực này của hắn càng quan tâm chiến tranh với yêu tộc, đích xác lười quản phân tranh lợi ích phàm tục. Trong mắt Yên Sơn Vương, phàm tục có thể có lợi ích phân tranh, chính là một loại hạnh phúc. Nếu là thiên hạ khắp nơi, yêu tộc đại quy mô tàn sát, vô số phàm tục chết đi, khi đó còn sống chính là khát vọng lớn nhất của phàm tục, nào có tâm tư tư khác? Trương Trử, người đi điều tra, Giang Châu thành gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yên Sơn Vương nói. Ân, thần tôn hộ vệ cung kính đáp. Chỉ một ngày sau đó, một phần hồ sơ dày cộp liền đưa đến Yên Sơn Quan, đưa đến trước mặt Yên Sơn Vương. Yên Sơn Vương lật xem hồ sơ, nhìn sắc mặt liền khó nhìn. Đồ khốn, Yên Sơn Vương dâu bạc dâu đều chấn động, trong mắt đều có tức giận. Hỗn đàn! Vương ra, người bớt giận, bên cạnh thần tôn hộ vệ Trương Trừ liền nói. Chuyện bên trong hồ sơ, ta sẽ không tức giận yên sơn vương lạnh như băng nói người có trăm ngàn loại gia tộc lớn có chút ngu xuẩn là bình thường ta tức giận là đứa cháu ngoan của ta thật đúng là cháu ngoan của ta thân là tộc trưởng giang thủy đường nhất mạch ta phải việc này không nghiêm trị con cháu gia tộc ngược lại viết thư vu khống vợ chồng sư đệ mạnh xuyên muốn mượn tay ta đối phó mạnh xuyên sư đệ bọn họ sẽ không nghĩ tới một khi chân tướng được vạch trần các thần tôn khác nghĩ gì về ta chỉ muốn mượn tay ta lại không nghĩ đến việc này vốn không chiếm lý mất mặt, thật là mất mặt. Hơn nữa còn ngu xuẩn, trong mắt Yên Sơn Vương có lạnh ý. Xem ra hưởng phúc trong Giang Châu Thành, làm gì thì làm quen rồi, không ai có thể quản hắn. Mấy chục năm qua, hắn đã trở nên dục dịch, phải để cho hắn ra chiến trường, thấy máu, hảo hảo thanh tình. Cũng đúng, dựa vào cái gì mà vẫn để cho hắn hưởng phúc ở Châu Thành, chỉ vì cháu ta. Hôm đó thần tôn hộ vệ Trương Trử, Yến Thông hai người cưỡi phi cầm rời khỏi Yên Sơn Quan, đến Giang Châu thành cách xa vạn dặm. Thành Giang Châu, phủ đệ của Yến gia Giang Thủy Đường nhất mạch, chiếm diện tích khá rộng, trong sảnh chính. Đại huynh, tộc trưởng Yến Sương cười nói. Ngươi làm sao tự Yên Sơn nhớ tới đây? Phụng mệnh vương gia, đặc biệt chạy tới Giang Châu thành, Yến Thông nói. Vương gia có phân phó gì không? Một gã trưởng lão ngồi bên cạnh nhịn không được chờ đợi nói. Yến thông liếc mắt nhìn trưởng lão này, lập tức nhìn về phía thần tôn hộ vệ trương trừ bên cạnh gật gật đầu trương trừ lúc này mới đứng lên lật tay cầm một khối lệnh bài vương gia có lệnh tất cả mọi người đứng dậy không người lắng nghe tộc nhân phạm pháp thân là tộc trưởng yến sương chẳng những không nghiêm trị còn lừa gạt vương gia muốn vương gia đối phó sư đệ đồng môn trương trừ nói xong sắc mặt tộc trưởng yến sương đều thay đổi không có ta không có vương gia phân phó từ bây giờ trở đi tức đoạt vị trí tộc trưởng nhất mạch yến Sương giang thủy đường đầu tiên là 80 đòn roi tại chỗ lại đi tới yên sơn quan ngăn cản yêu tộc trương trừ nói từ hôm nay trở đi vị trí tộc trưởng giang thủy đường nhất mạch do yến thông đảm nhiệm ở đây mọi người đều chóng váng nhưng yến sơn vương ở toàn bộ yến gia nhất ngôn cửu đỉnh đừng nói chỉ là giang thủy đường nhất mạch bao gồm cả chủ mạch mỗi người đều phải ngoan ngoãn nghe lệnh gia gia bị lừa chắc chắn là nhầm lẫn sắc mặt yến sương trắng bệch liên tục hô ta mới là cháu ruột của tổ phụ yến thông chỉ là đường huynh của ta cách mấy tầng dựa vào cái gì hắn đến làm tộc trưởng hắn không đủ điều kiện hắn ở giang châu thành tự tại bao nhiêu người có địa vị cao nhất trong gia tộc nhất ngôn cửu đình chân chính muốn làm gì thì làm chuyện gì hơi ám chỉ người phía dưới liền ngoan ngoãn làm tốt quả nhiên là hưởng hết vinh hoa phú quý thề thiết biểu là một đám yên sơn vương vốn thiên vị tôn tử hơn nữa tôn nhi cũng chỉ là thần tôn bất diệt cảnh Gia tộc ở trong châu thành cũng cần một vị thần tôn bình thường tọa chấn. Vì vậy, loại tốt đã được sắp xếp cho cháu trai của mình. Đã từng ở trước mặt tổ phụ, Yến Sương cũng rất nhu thuận. Nhưng ở Giang Châu thành hưởng lạc quá lâu, khi hắn có thể làm gì thì hưởng lạc mấy chục năm, sẽ quen với kiêu nghếm. Kỳ thật vợ chồng Mạnh Xuyên bắt con cháu Yến ra, hắn cũng chỉ có chút mất hứng. Chỉ là sau đó, vợ chồng Mạnh Xuyên hoàn toàn coi hắn là không khí. Ngay cả Mạnh Đại Giang cũng không thấy hắn, làm cho hắn cảm thấy bị nhục nhã. Tộc nhân càng bắt càng nhiều, hắn mới viết thư muốn mượn uy thế của tổ phụ đối phó vợ chồng mạnh xuyên theo hắn thấy tổ phụ chính là phong vương thần tôn trấn thủ yên sơn quan hơn 200 năm không lao lớn cỡ nào kỳ thật vợ chồng mạnh xuyên có thể so sánh với hai tân phong hầu thần tôn vương gia nói không sai trương chử lắc đầu làm gì thì làm quen rồi đều trở nên dục dịch hành quyết trương chử vung tay lên có sương mù vô hình như giải duy băng trói chặt yến xương, yến xương chỉ là thần tôn bất diệt cảnh căn bản không cách nào phản kháng. Trương Trử, người dám làm thế với ta à? Yến Sương lo lắng hô, lại dãy dụa không được. Ba, Trương Trử cầm roi trong tay, liền hung hăng quất xuống, Yến Sương ra bóc thịt bong ra, thân thể đều run rẩy, làm cho các trưởng lão bên cạnh đều nhìn mà kinh hãi. Trương Trử, người điên rồi, Yến Sương gầm gừ. Trương Trử vẫn quất một roi như trước, với tư cách là thần tôn đại nhiệt cảnh, ở đây ai cũng không có cách nào phản kháng hắn càng đừng nói hắn còn có lệnh bài vương gia hơn nữa lại là thân phận hộ vệ bên người yên sơn vương một roi đi xuống vừa mới bắt đầu mấy roi còn có thể gào thét gào thét phía sau liền thuần túy cầu xin tha thứ đến phía sau đều hùng rít một hơi thở tám mươi roi kết thúc yến sương nằm ở đó giống như một đều hôn mê sang thủy đường nhất mạch liền giao cho người trương chử nhìn về phía yến thông ở một bên yên tâm vương gia phân phó ta nhất định làm tốt Yến Thông gật đầu nói, hắn là thần tôn của Yến gia, ở Yên Sơn Quan cũng qua 50 năm, tính tình cũng rất thiết huyết. Trương Trừ liền sách Yến Sương hôn mê, rời khỏi chủ sành, nhảy lên lưng một con phi cầm, phi cầm nhanh chóng rời đi, đi tới Yên Sơn Quan. Chờ đợi Yến Sương, là Yên Sơn Quan dài đằng đằng ngăn cản sự nghiệp yêu tộc. Chuyện xảy ra với Yến gia, các đại gia tộc ở Giang Châu Thành rất nhanh truyền ra, làm cho các đại gia tộc đều rất rung động. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau đó, Triều đình hạ lệnh cho các thành trong thiên hạ mấy năm gần đây châu thành phủ thành có đại lượng nhân khẩu tràn vào làm trị an bại hoại coi như quét sạch. Tần ngũ tôn giả tự mình viết thư cho các vị phong vương thần tôn, phong hầu thần tôn, thời kỳ chiến tranh các thần tôn liều mạng cũng cần chú ý hậu bối trong gia tộc phòng ngừa bọn họ gây họa trong một phương. Trong thực tế triều đình phát văn công dụng cũng không lớn dù sao chấp hành vẫn là quan viên nha môn các nơi nhiều nhất là mộ mà thôi ngược lại Tần ngũ tôn giả viết thư hiệu quả càng tốt. Nhóm phong vương, thần tôn phong hầu tuy rằng lời quản chuyện phàm tục, tâm tư nhiều hơn là ứng phó yêu tộc, nhưng tôn giả đều viết thư, các thần tôn phong vương, thần tôn phong hầu tự nhiên nghiêm lệnh xuống, không quản các tộc nhân các gia tộc lớn nghĩ như thế nào, ít nhất bề ngoài đều nói rất dễ nghe. Ở Giang Châu Thành, các đại gia tộc cũng là gió hướng đứng xoay, một bên khen ngợi vợ chồng mạnh Xuân tâm hệ dân chúng. Chủ đình phát văn, sư tôn cũng viết thư, liễu thất nguyệt ngồi trong hồ tâm các lật xem hồ sơ, lắc đầu nói các đại gia tộc hiện tại cũng quản lý chặt chẽ tộc nhân nhưng đều là làm cho chúng ta xem làm ra mặt ngoài văn chương mạnh xuyên đang vẽ tranh nhẹ giọng cười nói người có tư tâm rất nhiều chuyện vốn là khó tránh khỏi các đại gia tộc bề ngoài cố gắng làm đẹp liền rất tốt những con cháu đại gia tộc kia ở bên ngoài cũng sẽ chú ý từng lời nói và hành động như vậy tai họa liền giảm đi tám phần ân có thể bề ngoài chú ý từng lời nói và hành động là rất tốt liễu thất nguyệt gật đầu mạnh xuyên lại nói thời gian vô tình theo 5 năm năm mười năm trôi qua rất nhiều đệ tử thần tôn gia tộc sợ là sẽ cố tình phục manh hai vợ chồng ta cũng chỉ có thể thường xuyên gõ giang châu thành nhưng cả thiên hạ chúng ta cũng không quản được sư tôn lão nhân gia hắn cũng không thể cách một hai năm liền viết thư cho phong vương thần tôn phong hầu thần tôn chứ cố gắng hết sức liễu thất nguyệt nói kỳ thật tương đối mà nói yêu tộc mới là đại địch Ừm, Mạnh Xuyên cũng trịnh trọng vài phần. A à, Xuyên, người đã nói qua, yêu tộc càng ngày càng rào hoạt, yêu vương có thể giết mổ càng ngày càng ít, Liễu Thất Nguyệt nói. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Chúng rất cẩn thận. Từ khi đại quân yêu tộc xâm lấn, qua năm này qua năm khác, yêu tộc ngược lại càng thêm cẩn thận, số lần công kích trên thực tế là giảm bớt, Liễu Thất Nguyệt nói. Yêu giới vốn là yêu vương đông đảo, hàng năm tam trọng thiên yêu vương mới sinh ra đều có một đống hàng năm cũng là cuồn cuộn không ngừng có yêu vương lèn vào số lượng yêu vương thế giới nhân tộc mấy năm nay hẳn là không giảm bớt nhưng bọn họ tấn công lại giảm bớt mạnh xuyên gật đầu ừm yêu vương cũng sợ chết yêu tộc cao tầng cho dù hạ lệnh yêu vương cũng không muốn chịu chết cho nên số lần tấn công sẽ giảm bớt dựa theo ta hiểu rõ yêu tộc chủ yếu là dựa vào bảo vật công lao hấp dẫn để cho các yêu vương lần lượt đi liều mạng dù sao trốn ở thế giới nhân tộc yêu tộc không cách nào ép buộc chúng nó rõ ràng đại quân giấu trong bóng tối rất nhiều cứ như vậy vẫn chậm rãi cùng nhân tộc hao tồn liễu thất nguyệt nói tiêu hào như thế đối với yêu tộc cũng không có chỗ tốt gì tuy rằng phàm nhân chết không ít nhưng với tốc độ sinh sôi nảy nở của nhân khẩu không ảnh hưởng được căn cơ phàm tục của nhân tộc ta về phần thần tôn cũng chỉ là tinh anh nhất đại nhật cảnh thần tôn tạo thành đội ngũ một hồi đại chiến tuy rằng có hy sinh nhưng số lượng thần tôn phong hồ sinh ra lại càng nhiều 11 năm này, tính cả phu thê chúng ta, Nguyên Sơ Sơn chính là 10 vị phong hầu thần tôn mới sinh ra. Tiết Phong, Dương Hoa Ngữ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Tiêu văn Nguyệt, 10 người mới được sinh ra. Để cho các thần tôn đại nhật cảnh mạnh nhất đều đi liều mạng, lần lượt liều mạng trong sinh tử, tuy rằng tàn khốc, nhưng đích xác càng có hy vọng đột phá. Không ảnh hưởng được căn cơ phàm tục, thần tôn cũng có đột phá, Liễu Thất Nguyệt nói. Yêu tộc cứ như vậy tiêu hao, Ý ngươi là sao?" Mạnh Xuyên nhìn về phía Thê tử. "A à Xuyên, ngươi đã nói qua, âm dương chi đạo, âm trọng ở tích tụ nội liễm, dương trọng đang bộc phát." Liễu Thất Nguyệt nói. "Ta cảm thấy, yêu tộc cũng có một ngày bộc phát, tiềm ẩn lâu như vậy, mưu đồ lâu như vậy, một khi thật sự bộc phát, A à Xuyên, ngươi phải cẩn thận." Mạnh Xuyên gật đầu. Thê tử nói kỳ thật hắn cũng có thể cảm nhận được, rõ ràng căn cứ vào nhân tộc phán đoán, hàng năm đều có yêu vương lèn vào nhưng số lần công kích lại giảm bớt. Mạnh Xuyên cũng bất an, nhưng có thể làm gì đây? Công, cổng keng. Bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm. Vợ chồng Mạnh Xuyên xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bãi đất trống xa xa, Mạnh Du Mạnh An đang ngọn bàn. Du Nhi An Nhi, cũng tìm ta lật xem hồ sơ, Liễu Thất Nguyệt cảm thán nói. Biết vương tông phạm nhiều tội ác hơn, cũng biết trong giang châu thành càng nhiều hắc ám, tu hành đều sưng năng hơn rất nhiều, bọn họ lớn tuổi như vậy nên biết mạnh xuyên nói thật hy vọng chúng ta có thể giải quyết chiến tranh không cần du nhi an nhi thế hệ này qua đời khác tiếp tục liều mạng liễu thất nguyệt nói mạnh xuyên gật đầu hắn cũng hy vọng như vậy chỉ là hôm nay căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến tranh thắng lợi chỉ thấy lực lượng của yêu tộc ở thế giới nhân tộc càng ngày càng mạnh trong phòng yên tĩnh mạnh xuyên áo trắng rộng thùng thình khoanh chân ngồi toàn thân khắp nơi đều có sấm chớp sau khi nguyên thần bốn tầng cảnh giới mạnh xuyên đối với siêu vi mô thế giới cảm giác càng mạnh mỗi một chỗ trong thể nội thế giới đều bị phóng đại không biết bao nhiêu lần một giọt máu so với biển rộng còn rộng hơn thậm chí cấu thành hạt cơ bản nhất nhỏ nhất của thân thể đều tựa như núi cao vạn trượng nếu thâm nhập vào bên trong hạt hãy khám phá không gian hạt không gian hạt bây giờ trong nhận thức cũng càng thêm mênh mông chỉ chiếm một phần nghìn tỷ hạch tâm của không gian hạt cũng trở nên giống như bàn đá lớn nhỏ suy suy một giọt tinh thể hình giọt nước từ bên ngoài cố gắng xâm nhập vào không gian hạt trên tinh thể hình giọt nước có bóng dáng mạnh mẽ không gian hạt bị áp bách dưới sự dẫn dắt của bí thuật thân thể mạnh xuyên càng chủ động hấp thu lực bản nguyên động thiên suy suy với sự hấp thụ không gian hạt này càng ổn định rốt cục một giọt tinh thể hình giọt nước này triệt để tiến vào trong không gian hạt hạ xuống cuối cùng rơi vào trên quả cầu hạt tâm cỡ bản đá âm ầm không gian hạt run rẩy tinh thể hình giọt nước chiếm lạch giữa, bên trong ẩn chứa mạnh xuyên đứng ở đó, tò mò nhìn thế giới này. Đây là không gian hạt, góc nhìn của mạnh xuyên, đích xác trở thành tinh thể hình giọt nước, hắn nhìn hình cầu hạch tâm dưới chân, lại ngừng đầu nhìn không gian hạt rộng lớn này, phảng phất như đang nhìn một mảnh tinh không. Thần niệm cư ở trung ương, có thể triệt để khống chế không gian hạt này, mạnh xuyên yên lặng nói. Không gian hạt này cũng cường đại hơn rất nhiều. Thần niệm, còn được gọi là nguyên thần niệm niệm trong đầu. Một tôn nguyên thần là do ức vạn ý niệm trong đầu cấu thành, bình thường đầu là hoàn chỉnh, nhất định phải đạt tới nguyên thần tầng 4 phân thần cảnh, nguyên thần mới có thể tụ tán từ tâm, có thể chủ động phân tán, cho dù phân chia bộ phận ra ngoài vạn dặm đều là chuyện dễ dàng, cũng đừng nói đến phân tán bên trong thân thể. Nguyên thần ý niệm trong đầu là đơn vị phân tán nhỏ nhất của nguyên thần, quá trình tu luyện bất tử cảnh chính là để cho mỗi hạt không gian đều có một nguyên thần ý niệm chiếm cứ trong đầu hoàn toàn linh nhục hợp nhất. Mỗi hạt sẽ có sự thay đổi chất lượng, dưới sự lãnh đạo của ý thức duy nhất, toàn bộ cơ thể sẽ có sự thay đổi chất lượng. Thần thông càng cường đại, thậm chí có được mấy môn thần thông. Những thứ này đều là biểu hiện bên ngoài sau khi thân thể cường đại, lực lớn vô cùng, không xấu, muốn rách ra đều gian nan. Cho dù rách ra, thậm chí đem thân thể của nó cắt thành 18 đoạn, đều có thể trong nháy mắt hợp nhất, đầu bị xuyên qua hơn 10 đau đều trong nháy mắt khôi phục bình yên vô sự. Đến tình trạng này, đã có thể nói là bất tử, để giết quá khó khăn. Đến hậu kỳ, hệ thống này triệt để áp chế thần tôn hệ thống liền thể hiện ra. Chỉ là hệ thống tu luyện này quá khó khăn, nguyên thần tầng 4, đạo chi cảnh làm căn cơ, lại tiêu hao năng lượng mênh mông mới có thể luyện thành một cỗ thân thể khủng bố kia. Trong quá trình tu luyện, ý niệm nguyên thần áp bách không gian hạt quá lớn, phải trải qua tu luyện, không gian hạt mới có thể mang theo ý niệm nguyên thần trong đầu, mà toàn bộ thân thể là ức vạn hạt cấu thành, quá trình tu luyện tự nhiên phải thật lâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày phục dụng 10 tấm xích huyết thần đan, hẳn là một năm là có thể luyện thành bất tử cảnh. Nhưng mà Mạnh Xuyên kinh hỉ phát hiện, động thiên pháp châu động thiên bổn nguyên chi lực rất thần kỳ, có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu, bị hạt hấp thu, thậm chí hiệu suất tu hành gấp mấy lần ám tinh chân nguyên. Tuy rằng thân thể mỗi ngày không thể tu hành quá lâu, nhưng chỉnh thể vẫn nhanh hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, Giang Châu Thành cũng khôi phục yên tĩnh, các đại thần tôn gia tộc cũng nhu thuận hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên cũng thường xuyên đi ra ngoài cứu viện, cũng có hai lần đổi phòng. Nhưng mỗi ngày tu hành lại không ngừng. Chỉ nửa năm sau, ngày mùng 9 tháng 3 năm sau, Mạnh Xuyên rút cục đại công cáo thành, bất tử cảnh luyện thành.